Good morning cả nhà. Hôm nay Mi Sân đi làm nha. Chào cả nhà. Hôm nay là Mi Sân đi hướng dẫn tour nha quý vị. Vì hôm nay thì chỉ có 4 khách thôi, cho nên là Mi Sân sẽ tự lái xe đi. Vì từ khi mà bệnh tới bây giờ là 6 năm rồi đó quý vị, cho nên là Mi Sân không có đi làm hướng dẫn tour được. Tại vì cái bệnh của Mi Sơn là bệnh lupus ban đỏ, cho nên là không có đi ra nắng được đó quý vị. Nhưng mà lâu lâu nó cũng nhớ nghề đó quý vị. Hiện tại bây giờ là Mi Sơn đang ở dưới đường hầm của ngã tư An Sương nha. Mình đi tới ngã tư An Sương. Ngày hôm nay thì Mi Sơn sẽ... Cái bà này bà nói nhiều ghê. Ngày hôm nay thì Mi Sơn sẽ đón khách ở quận 4. Khách của Mi Sơn là 100% là khách Hàn Quốc nha quý vị. Tại vì Mi Sơn là hướng dẫn viên quốc tế tiếng Hàn Quốc. Lâu lâu mình cũng đi lại để cho nó đỡ nhớ nghề đó quý vị. Rất là nhớ, tại vì cái nghề hướng dẫn viên là một cái nghề mà Mi Sơn rất là yêu thích. Mi Sơn yêu thích nhất luôn đó quý vị. Nhưng mà giờ kẹt cái bệnh thì không có đi làm được. Và trước từ xưa tới bây giờ là cứ hả đi làm. Đi làm là vừa lái xe vừa ăn bánh mì đó quý vị. Vì đâu có thời gian đâu mà mình ngừng lại để mình ăn sáng đâu. Cho nên là cứ vừa lái xe vừa ăn vậy đó. Hồi trước đó là một tháng là Mi Sơn đi tour hết 28 ngày. Đi làm dữ lắm quý vị, không có thời gian cho gia đình luôn. Hầu như là không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên rất là nhiều người cũng thắc mắc là lý do tại sao mà Mi Sơn không có làm nội trợ. Vì cái nghề hướng dẫn viên của Mi Sơn đó quý vị thì đi suốt à, không có thời gian. Thậm chí là sáng sớm là 4 giờ đã thức dậy rồi. Giống như ngày hôm nay đây quý vị. Ngày hôm nay thì đón khách 7 giờ rưỡi có mặt ở tại khách sạn để đón khách ở quận 4, ở bến Vân Đồn quận 4. Thì nhà Mi Sơn thì ở Củ Chi. Mà nếu từ Củ Chi mà chạy xuống dưới quận 4 mà nếu không kẹt xe thì nó khoảng là 1 tiếng 30 phút. Còn nếu như mà kẹt xe thì nó khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Thì 7 giờ rưỡi có mặt thì ở nhà mình là 5 giờ rưỡi là mình đã xuất phát đi rồi quý vị. Thì 4 giờ mấy mình phải thức dậy đúng không? Rồi trước đó những cái tour mà mình đi đánh golf đó quý vị, thì đánh golf rất là sớm. Ví dụ như là có những cái khách hàng cái tour golf đó là 7 giờ sáng là họ đã đánh rồi. 7 giờ sáng là phải có mặt tại sân golf đó quý vị. Nhiều khi đánh ở sân golf Đồng Nai hoặc là sân golf Phú Mỹ rồi sân golf Nhân Trạch đó quý vị, sân golf Long Thành nữa. Thì sáng là 3 giờ sáng thức dậy là bình thường. Cho nên là đi làm từ sáng sớm có nhiều khi cho tới 12 giờ tới 2 giờ đêm mới về tới nhà. Thì làm sao mà có sức để mà nội trợ cơm nước nữa đúng không quý vị? Cho nên là mọi người cứ thấy là xã Mi Sơn là nấu ăn đồ này kia. Là tại vì khi mà đi làm về á, hầu như là Mi Sơn ăn cơm nhiều khi ăn không nổi luôn, là ông xã phải đút rồi nấu những cái món ăn ngon đó quý vị. Tại vì làm hướng dẫn mà ăn suốt cái cơm ở ngoài thì nó sẽ không có ngon. Cho nên vì thế là ví dụ như những cái món ăn nào mà Mi Sơn thích ăn đó thì hôm nào về sớm là ông xã sẽ nấu. Nay lâu lắm rồi mới quay trở lại. Vì ngày xưa mà cứ nói là ở khu vực Củ Chi của Mi Sơn đó quý vị, thì hồi lúc mà thời điểm mà 20 năm về trước á, là ít có ai biết lái xe lắm. Thậm chí là người đàn ông cũng không biết lái xe luôn. Không có nhiều đâu. Mà lúc thời điểm đó là Mi Sơn đã biết lái xe rồi. Và lúc đó là gia đình của Mi Sơn là cho thuê xe đó quý vị. Thì mấy anh nước ngoài á, nó đâu có biết gọi cái xe là xe hợp đồng hay cho thuê xe đâu. Tiếng Việt nó đâu có biết. Nó cứ dùng chung cái từ là taxi. Cho nên là thời điểm đó là Mi Sơn chết với cái danh là nữ taxi đó quý vị. Vì 20 năm về trước thì khu vực ở Củ Chi thì nó không có taxi quý vị ơi. Lúc thời điểm đó chỉ có taxi 6 số 1 á, 111 á. Nhưng mà ở Sài Gòn mới có, ở Củ Chi thì không có. Hôm nay thì mình sẽ tâm sự chuyện đời tư của Mi Sơn tí xíu nha quý vị. Lâu lắm cũng không có kể chuyện ngày xưa cho mọi người nghe. Khi mà kể lại á, mình cảm giác giống như là mình quay trở lại cái thời điểm mà mình đi làm hồi lúc đó đó quý vị. Hôm nay may mắn là cuối tuần mà mình đi Sài Gòn á, nó sẽ không có kẹt xe nha quý vị. Thứ bảy nè, chủ nhật nè là buổi sáng sớm không có học sinh đi học. Rồi mấy người là làm việc văn phòng á, thì cuối tuần họ không có đi làm, cho nên đường rất là trống. Chứ nếu như mà bình thường giờ này mà ngay chỗ ngã ba Bà Quẹo á là nó rất là kẹt xe.
đó, cho nên làm hên là hôm nay cuối tuần Bison đi không có kẹt xe, cho nên dự định là từ nhà đi xuống tới ngay chỗ khách sạn đi đón khách thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thôi quý vị ha. Rồi kể tiếp cho quý vị nghe nữa nha. Thì khi mà Bison bận rộn quá đi làm đó quý vị, thì không có thời gian để chăm sóc gia đình, không có thời gian để mà cơm nước đồ là nội trợ đó quý vị. Thì những người bạn gái mà chơi chung biết thì có vài clip Bison lên chia sẻ với lại tất cả quý vị khán giả là họ chơi chung với mình, họ biết cái chuyện gia đình của mình. Bởi vì sao mà xin lỗi tất cả mọi người chứ vì sao là Bison không có thích chơi với lại bạn gái? Vì khi mà chơi với họ cái lúc bình thường á không sao, nhưng mà những cái lúc mà không chơi với nhau nữa, bắt đầu moi cái chuyện gia đình của người ta ra để mà nói xấu. Cho nên cái đợt Bison có chia sẻ với lại tất cả mọi người là họ đi nói xấu thôi quý vị, chứ không phải là nói trước mặt mình, đi nói xấu thôi, nói là phụ nữ mà không có gì, không có lo lắng gia đình, đến cái việc mà cơm nước cũng không biết làm. Nói chung là họ nói xấu mình vậy đó quý vị. Chuyện nhà ai nấy biết thôi. Bây giờ nếu đặt trường hợp những cái chị em phụ nữ mà làm công việc giống tôi, thậm chí là những người đàn ông nữa mà làm công việc giống tôi, thì tôi bảo đảm là cũng không có sức khỏe để mà về làm việc gia đình nữa. Vì cũng có những lúc mà tôi đi tour đó quý vị, tôi dẫn ông xã tôi đi theo. Thì khi mà dẫn ông xã tôi đi theo thì ổng đi mới có một ngày thôi quý vị. Tại vì có những lúc mà tôi mệt thì tôi để cho ông xã tôi theo lái xe để tôi ngồi kế bên, tại vì tôi mệt quá đó. Thì ông xã tôi theo chỉ có một ngày duy nhất thôi là ổng về ổng mệt đừ luôn đó quý vị. Mà trong khi đó là tôi vừa lái xe vừa phải hướng dẫn cho khách. Có những tour thì không có đi hướng dẫn, có những tour thì tôi chỉ đi làm thông dịch thôi quý vị. Ví dụ như là khách hàng họ qua đây họ làm ăn á, thì họ chỉ cần mình đi làm phiên dịch. Thì hầu như tôi đi nhiều lắm, tôi đi Đắk Nông, tôi đi Đà Lạt, tôi đi Hà Nội, nó có rất là nhiều. Nếu đi Hà Nội thì tôi không có lái xe. Hà Nội thì bay ra ngoài đó thì xe là có công ty của những cái đối tác họ đưa đón, hoặc là đi taxi. Còn ở trong miền Nam, ở trong phía Sài Gòn á, thì nếu như mà đi làm á thì họ thuê xe của tôi, thì tôi sẽ vừa lái xe, tôi lấy tiền hai đầu nha quý vị. Tôi sẽ thanh toán họ cái tiền phiên dịch là một, hai nữa là cái tiền cho thuê xe. Cho nên là vì thế lý do tại sao mà tôi vừa lái xe mà tôi vừa làm việc. Tôi làm là một công hai việc. Ví dụ như là lái xe nếu như mà không tập trung nó dễ bị công an bắt lắm quý vị. Thật ra khi mà mình dịch cho khách hàng hoặc là mình nói chuyện tập trung quá thì mình không có để ý công an. Hồi lúc cái thời điểm mà 20 năm về trước cho đến 15 năm về trước đó quý vị, thì Việt Nam của mình á, là Hàn Quốc á, họ vào Việt Nam của mình họ đầu tư rất là nhiều. Và lúc thời điểm đó là phiên dịch rất là ít. Tại vì cái tiếng Hàn với lại tiếng Nhật á, học nó rất là khó, nó khó hơn tiếng Anh. Cho nên là ít có ai mà họ học. Và mình á, thì hồi lúc mà 20 năm về trước coi cái bộ phim mà Người Mẫu của Hàn Quốc đó quý vị, cái tựa là Người Mẫu. Lúc thời điểm đó coi xong rồi bắt đầu mê người Hàn Quốc luôn quý vị. Mê diễn viên Hàn Quốc, nói sao đẹp quá mà mình thích cái cách nói chuyện của người Hàn Quốc nữa. Bắt đầu là mới đi học tiếng Hàn Quốc để mà đi làm. Lúc thời điểm mà Bison đi học tiếng Hàn Quốc lúc đó đã có chồng và sanh con rồi đó quý vị. Thì sau đi khi mà ra ngoài làm việc thì cũng may mắn là có rất là nhiều khách hàng với lại những cái khách sạn của Hàn Quốc đó quý vị. Rồi nhà hàng của Hàn Quốc nè, họ thương rồi họ giới thiệu khách cho mình á. Họ đi rồi bắt đầu cái họ giới thiệu cho bạn bè của họ nữa. Giống y như là bây giờ mình đi nước ngoài, mình đi Thái Lan, mình đi những cái đất nước mà nó không cần visa, chỉ cần mua vé cái là đi. Thì những cái đất nước đó mà hướng dẫn viên mà họ dễ thương, họ biết tiếng Việt, họ hướng dẫn tiếng Việt đó quý vị. Thì khi qua là mình sẽ liên hệ. Thì lúc bấy giờ thời điểm đó là tôi làm hướng dẫn viên tiếng Hàn Quốc với lại phiên dịch đó quý vị. Thì nó so với lại những người mà làm nghề cùng, thời điểm đó là tôi là người đông khách nhiều nhất. Cuối tuần không có kẹt xe quý vị. Bison chạy từ Củ Chi cho đến xuống tới đường Nguyễn Văn Trỗi, chuẩn bị vào quận nhất đây quý vị, mà chỉ mới có 40 phút à. 40 phút không có kẹt xe. Mà bình thường á, ngày thường thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi á, nó kẹt xe á, là nếu như đến ngay chỗ cái khúc này thôi là Bison đi mất nhất cũng phải gần 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ mới tới. Mà ngày hôm nay chạy có 40 phút thôi tới rồi quý vị. Bởi khi mà đi vào Sài Gòn, mà những lúc mà đi tour á, là Bison rất là thích là đi vào cái cuối tuần.
cuối tuần là khi mà mình đi buổi sáng á, buổi sáng là mình đi không có kẹt xe thì có thời gian để ngủ hơn tí xíu quý vị, tại vì mình đi làm suốt cũng mệt. Phụ nữ hay là đàn ông á, nó cũng vậy quý vị, nó khi mà cuộc sống gia đình á, để có được một cuộc sống hạnh phúc á, nó phải trải qua rất là nhiều. Đàn ông hay là phụ nữ gì cũng vậy, khi mà bươn chải ở ngoài xã hội á, bận công việc ở ngoài xã hội nhiều quá, tại vì phải lo bươn chải kiếm tiền, nhưng mà khi mà làm dành thời gian cho công việc nhiều quá thì sẽ lơ đãng trong cái việc mà chăm sóc gia đình quý vị. Không thể nào mà ai cùng một lúc mà vừa đi làm kinh tế ở bên ngoài mà vừa phải chu toàn việc gia đình cả. Ai cũng vậy, đàn ông cũng vậy mà phụ nữ cũng vậy, chứ đừng có nói là riêng phụ nữ là khổ là phải đi làm kiếm tiền. Đàn ông cũng vậy thôi quý vị, nếu như mà dù có bận rộn cỡ nào, nếu như mà lo làm quá mà không dành thời gian cho gia đình á thì nó sẽ đổ vỡ thôi. Phụ nữ mình á thì nó hơi khó khăn đối với phụ nữ mình hơn một tí xíu, tại vì phụ nữ thì lúc nào cũng về cái chu toàn về bếp núc gia đình đồ này kia đó quý vị. Cho nên một khi mà phụ nữ đã đi ra ngoài bươn chải rồi, làm việc ở ngoài xã hội rồi, thì chắc chắn rằng là cái việc mà nội trợ nó sẽ không có được như ý muốn. Cho nên là cái người vợ, người chồng đó đồng hành với mình thì phải hiểu quý vị. Ví dụ như không hiểu thì sẽ trách rằng là lo đi làm rồi bỏ bê gia đình, không có chăm sóc. Mà nó ngộ có một cái là như thế này đây quý vị. Nếu ở nhà ở không có đi làm thì sẽ bị chê, sẽ bị chửi rằng là ăn bám, sẽ bị chửi rằng là vô dụng. Thì đổi ngược lại là tiếng nói trong gia đình nó lại không có giá trị. Ví dụ như là cái người chồng hoặc là người vợ đi làm về quá khuya. Nếu thật sự mà đi làm quá khuya thì không nói, nhưng mà cũng có những người mà họ bay bướm, họ không có chung thủy, họ ngoại tình đó quý vị. Thì cứ đi sớm về muộn rồi đi qua đêm. Nhưng mà thật ra là khi mà vợ chồng sống chung với nhau á, là tự động cái giác quan của cái người phụ nữ hoặc là tự động cái giác quan của cái người chồng mà sống chung đó, họ sẽ cảm nhận được quý vị. Đó, khi mà cảm nhận được là mình biết là cái người bên cạnh mình đang thay lòng, đó, đang có một cái người khác đó, thì từ ở chỗ đó là đi sớm về muộn thì nó có những cái mà khó chịu, hoặc là điện thoại không nghe đó quý vị, thì sẽ bị chửi rằng là ghen bóng ghen gió, rồi ăn no ở nhà ở không, không có làm ra tiền mà cứ suy nghĩ diễn dông, đi ra ngoài kiếm tiền vất vả chứ đâu phải là đơn giản. Thì cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nãy giờ, nhiều chuyện nãy giờ đó quý vị, hầu như là những cặp vợ chồng nào sống lâu với nhau nó cũng có xảy ra cái vấn đề này quý vị. Nhưng mà nó quan trọng là cái người vợ người chồng mà khi ra ngoài đi làm đó, thì cả vợ cả chồng phải hiểu nhau, chia sẻ những gì của chồng với vợ làm. Thì nếu như mà muốn hiểu được á, nói thì nói dễ vậy đó quý vị, nhưng mà không phải ai cũng hiểu, không phải cặp vợ chồng nào cũng hiểu. Thì từ đó những cái cặp mà vợ chồng mà xảy ra mâu thuẫn, xảy ra ly hôn với nhau, thì từ những cái việc như thế này đây quý vị. Bây giờ là Mizan đang tới dinh độc lập rồi đây quý vị, và cho mọi người xem. Đến nơi sớm quá, 7 giờ đã đến nơi rồi mà hẹn khách là 7 giờ rưỡi đây quý vị. Cho nên là ở ngoài xe chờ dài cổ luôn quý vị ơi. Cái rồi cái gì đây, nói chuyện miên thiên cho đã đời rồi mở clip lên không có nghe tiếng này quý vị. Lúc này đang chờ khách bắt đầu uống thuốc buổi sáng nha quý vị ha. Rồi để cho đầy đủ sức khỏe nguyên cả ngày để mà mình đi làm. Dù đi đâu, đi chơi hay là đi làm cũng không thể nào quên được là nhiệm vụ là uống thuốc buổi sáng mỗi ngày nha quý vị. Tại vì bệnh của Mizan là phải có thuốc mới sống được nha. Còn nếu như mà không có thuốc á, thì không có được đâu. Dòm cái mặt tươi rói vậy chứ sống nhờ thuốc không đâu quý vị. Mỗi ngày buổi sáng là hết 6 viên, buổi chiều thêm 1 viên nữa đó quý vị.
Thôi khách ra rồi, bây giờ Mission chuẩn bị xuất phát lên đường đây. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.